Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay không hiểu làm sao mà mạng nhà tôi nó rất là lag. Không biết là có phải là do là mạng dùng mạng Viettel không. Đấy anh em thấy cái ping ấy, cái chỉ số ping nó cứ nhảy loạn xì ngậu luôn. Greater à? Trận này chính ra nhá. Trận này có bom, có máy bay. Lâu lắm rồi không chơi Goblin. Hay là chạy lại chơi Goblin. Trượng phép thuật này. Mạng chán thật đấy. Cứ giật giật đi anh em ạ. Anh em xem thì anh em không cảm nhận được đâu. Nhưng mà tôi điều khiển mấy cái con bài ấy, nó cứ bị delay ấy, rất là bực luôn. Trận này mà nếu mà được Goblin độ tôi sẽ chơi Goblin. Đấy. Ra được mèo, ra được mấy cái con Goblin đến 2 sao sớm mới chơi. Ok, round này chắc kẹp hai đỏ vào đó. Sau cái giải đấu tự nhiên lại trầm lắng đi hẳn nhá anh em nhỉ. Không thấy có cái gì, mọi người không thấy bàn luận nhiều ở trên các cái diễn đàn nữa. Hay là anh em đang trong cái giai đoạn đang nghỉ ngơi nhỉ? Để chuẩn bị cái mùa championship mới. Trên này thấy đã có bóng dáng của Witcher rồi đây này. Cái đợt mà còn giải ấy, tôi thấy ngoài cái việc là anh em bàn luận ở trong cái giải ra thì anh em còn rất là hay khoe những cái line up ở trên diễn đàn. Nhưng mà từ khi giải hết là tôi thấy là các cái bài viết nó ít dần đi. Liệu rằng chúng ta đang hướng tới một cái dead game? Hy vọng điều đấy sẽ không xảy ra. Chỉ còn nếu mà điều đấy xảy ra thì phải nói là rất là buồn. Một con game hay, tính chiến thuật cao, sử dụng rất nhiều não. Phải nói là rất hay, chiến thuật đa dạng. Mỗi lần chơi cứ như là đánh cờ vậy. Mà đúng thật là đây là cờ mà. Đấy mà con game mà nó chết thì thực sự là rất buồn. Tôi chắc là cái người buồn nhất luôn. Bởi vì tôi sẽ không còn được làm nội dung của cái bộ môn này nữa. Đó. Đây rồi, có vẻ như là sẽ là Goblin đấy. Bây giờ cho con Thunder vào hai đá. Kẹp hai đá thì có vẻ như nó sẽ yếu hơn đấy. Đầu game thì đỏ, kẹp hai đỏ ngon. Kẹp hai đỏ mỗi con cộng thêm 150 máu. Nó sẽ khỏe hơn, dày hơn. Nói thế thôi chứ 150 máu đó là 1/3 máu của một cái con 1 sao rồi. Khá nhiều. Cái gì đấy? Liệu rằng có phải là gót đỏ kẹp với thần chết không? Lâu lắm rồi không thấy ai chơi cái bộ đấy nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là đây là chữ Warrior đó. Ok, thằng này thì vẫn ăn được. Bắp đúng vào cái con Soulbreaker rất khỏe. Cái giáp của Goblin đầu game khỏe thật sự luôn. Cộng 15 giáp còn cộng cả khả năng hồi máu nữa. Chuyện này lại không thể ra Goblin rồi này. Ra Assassin các kiểu, nhưng mà thôi. Tôi chỉ có hai con đường thôi, một là bắn trưởng hay là Goblin thôi anh em ạ. Không có đá qua Assassin làm gì nữa. Lấy đồ rồi. Đang lấy mấy cái đồ này đang có lợi thế đánh chuỗi thắng từ những cái bộ bắn trưởng. Thế chứ bây giờ ping nó lên 300 rồi này anh em này. Dã man không như lị. Xong rồi, đầu game vẫn còn ổn ổn tí. Ping nhảy lên 150 còn chấp nhận được, chứ ping 300 thì đỡ làm sao được. Nếu mà cái kiểu ping 300 này là thậm chí là còn mua, nó còn không mua được cơ. Rất là lag luôn á. Tôi phải làm sao cái mạng nhà tôi đây. Chả nhẽ lại đổi mạng nhỉ. Nói thật với anh em là đây nó là cái lần đầu tiên mà tôi bị như này luôn ấy. Từ khi mà chuyển sang cái mạng Viettel. Trước nay dùng mạng Viettel ok lắm. Có bao giờ mà bị cái kiểu tình trạng này đâu. Không hiểu sao mấy hôm nay bị. Mà cũng không biết là chưa chắc đã là phải là do mạng của mình. Các anh em nào mà dùng mạng Viettel anh em thử confirm cho tôi nhé. Cái lỗi này chưa chắc đã là dùng mạng của nhà tôi ấy. Có khi lại không phải là mạng. Lỗi này có khi lại vớ vẩn lại lỗi kiểu lỗi server của Dodo.
Tức là kiểu bọn nó bây giờ bọn nó ít người chơi quá, bọn nó gộp hết tất cả các cái server lại thành một ấy. Đấy, xong rồi nó cũng không thông báo gì, thế đâm ra là có thể là đây là một cái trận đấu mà chúng ta chơi ở server của bọn Trung Quốc hay server của nước ngoài chứ không phải server của Việt Nam, không phải server của Đông Nam Á nên là nó bị lag. Rất có thể cái điều đấy. Ui thằng này to đấy, phải làm 2 sao đấy. Ăn được không? Ui vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được thôi, vẫn ăn được thôi. Ok, mày kẹp mết và bắn đau. À đây này, Goblin này. Có chơi Goblin không nhỉ? Cũng lên được 2 con 2 sao đấy. Nhưng mà cái con Heaven Bomber nó là cái con chính thì chưa lên được. Cái con Zipper khỏe chưa lên được 2 sao. Đầu game tự nhiên lại Thunder với cả ra được mấy con bắn trưởng. Cái này có ăn thua không nhỉ? Như này bỏ 3 mét ra rồi. ăn được này không? Kẹp Havoc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay. Giết được con đấy thì mới ăn được. Ơ, vớ vẩn thua này. Được không? Hay, ui dùi, hợp lý bạn ơi. Được đấy. Tí thua à? Saman thì vệ ra sớm à? À quên, tư tế ra sớm. Nhưng mà trận này không có mèo thôi. Chị trẻ chơi. Có mèo mới chơi anh em ạ. Có mèo long đồ mới chơi Saman, không có mèo thôi. Trận này tôi vẫn muốn chơi Goblin. Từ từ đã. Thử cố tí nào. Trận này lag lắm anh em ạ. Trận này lag, không muốn chơi mấy cái bộ kiểu Hyperdrone nhiều. Chơi cái bộ mà lên level cao, đẩy cấp sớm. Chơi mấy cái bộ đấy thôi. Goblin là cũng sẽ phải chơi kiểu đẩy cấp chứ không chơi Hyperdrone đâu. Anh em nhìn ping 300 kia chắc chắn là tôi không Hyperdrone được rồi. Chỉ có thể roll từng cái một thôi. Ok. Tôi bảo bỏ qua một con cáo rồi đấy. Thôi đừng có ra beat đi không tiếc đấy. Dã man. Tự nhiên bỏ qua con cáo thì thấy tiếc này. Biết đâu đấy nó lại là beat nhỉ. Vẫn giữ lại cái Berlin là được rồi. Biết thì thế nào thì cũng sẽ đổi hết cái đống đồ này ra cái quyển sách thôi. Chúng ta đổi ra hết ra cái quyển sách ở round 15 nên là đồ bắn trưởng thì nó không quan trọng lắm đâu. Cái vấn đề là nếu mà beat thì trận này beat cũng được. Cũng không đến nỗi đâu. Nhưng mà cứ ra gấu ấy đã. Ra gấu ấy tính. Nói chung là chơi beat nó cũng phải Hyperdrone nên là tôi hơi ngại. Chơi beat sẽ phải Hyperdrone, hơi ngại một chút. Đây là Thunder này. Rồi, Ron. Mèo đây rồi. Lại ra beat đây. Gấu 2 hay là Thunder 2 đây? À, nếu mà một sự lựa chọn giữa gấu và Thunder, tôi vẫn lựa chọn Thunder 2 sao hơn. Bởi vì bây giờ đồ nó đang bắn trưởng. Đồ đang bắn trưởng, nếu mà chọn gấu 2 hay Thunder 2. Ok. Chắc là chọn Thunder 2 sao thôi. Để giữ cái chuỗi này anh em ạ. Đập cho gấu thì bây giờ mới có 2 con beat thôi ấy. Có 2 con beat từ từ ấy. Chưa chắc đã là gấu. Kiểu Thunder nó cũng là co mà gấu nó cũng là co. Mà Thunder là co cho bộ mết thì nó cũng khỏe. Chuyện này thì nói chung là kiểu bây giờ vẫn thấy là có lẽ là chúng ta sẽ vẫn chơi Goblin. Bây giờ bài nó vẫn đang là ok đấy. Đấy. Được. Goblin đẩy lên 8 sớm, sau đó roll máy bay. Roll bomb. Đủ 6 Goblin 6 mech, sau đó roll những con 5 đô thôi. Trận này nó là có đủ luôn, cả bom cả máy bay. Thiếu mỗi con cá lông. Nhưng mà bây giờ con cá lông nó phế vào sử ra. Thực ra là nếu mà bây giờ có cá lông thì người ta cũng không chơi.
bây giờ ở trong cái bộ Goblin nó không kích hoạt Sivet như ngày xưa nữa. Ngày xưa Sivet là nó chỉ cần một con mèo thôi, bây giờ Sivet phải hai con mèo cơ, rất tốn slot, nên là nó cũng sẽ không chơi kiểu như thế. Mà thường nó sẽ kẹp Wizard, xong rồi nó kẹp kẹp thêm hút máu vào, Warlock vào, nó mạnh hơn. Có Kira thì kẹp thêm mấy cái con mà hiến tế vào, kiểu Druid 3 sao cũng ok. Đây rồi. Thế thôi nhỉ, chắc là chả chơi beat nữa. Tự nhiên lại ra con này thì chắc là Goblin rồi đấy. Bây giờ thiếu hai con Wizard thôi, đúng không? Thiếu hai con Wizard thôi. Bán con này đi à? Đang phân vân, nhưng mà thôi được rồi. Kiểu bây giờ không muốn bán con đấy để đưa lại con Illicon lên 3 sao ấy, nhưng mà thôi tôi nghĩ lại rồi, cũng chả cần. Nó ra nó lên thì kệ nó thôi, không lên thì thôi, cũng không có slot cho vào mà. Ở level 8. Level 8 nó sẽ là 6 Goblin kẹp với cả 2 Wizard là 7 con rồi, kẹp thêm con Thunder 2 sao là hết slot rồi anh em ạ. Illicon lên 3 sao bây giờ cũng không có slot cho vào đâu. Thậm chí đến cái con gấu này cũng là một cái con mà chắc là tôi nghĩ là tôi cũng sẽ giải tán sớm. Chưa tính được ra cái slot nào cho gấu vào. Trong trường hợp mà round sau tôi không có hai con Wizard thì tôi sẽ cho con gấu ở level 8 anh em ạ. Cứ giữ con gấu này ở đây đã, nốt cái round này. Khi nào có Wizard thì tôi sẽ bán ngay luôn thôi, chứ còn không giữ nữa. Bởi vì lên level 9 thì chúng ta sẽ kẹp, tôi nghĩ nó sẽ là xem nào, lên level 9 đó. Lên level 9 nó sẽ là con CM đó. Cứ so lên level 9 vẫn nhét được vào. Lấy cái 2 tia nhá. Lấy 2 tia đi. Mặc dù trận này là tôi có thể quay xe sang là chơi Insectoid đấy. Nếu mà tôi lấy cái quả Insectoid, cái trứng. Cái trứng sau đó là chúng ta chuyển sang cái bộ mèo heo gấu thôi. À, lại ra Thunder này, nhưng mà ra hai con Wizard rồi, thế thì round sau là Goblin luôn. Ok, 6 Goblin toàn 1 sao, có Thunder 2 sao gánh. Chắc là round này vẫn ăn chứ nhở? Xoay qua một lần nữa đi. Ok, tất nhiên là vẫn ăn rồi. Rồi, bỏ Goblin vào anh em nhé. Ui mẹ ơi, lag vãi. Ấn ra mà bị delay mất 2 giây. Ok, lên 9 hả? Thế phải bán đi thôi. Bán đi, lên 9. Chúng ta lên 9 sớm luôn. Rang 17 lên 9 rồi. Bình thường là 21 đúng không? Lên 9 sớm để có cơ hội ra được bom về máy bay. Ra được bom về máy bay là ok luôn. Ôi rồi, lên 9 gặp ngay thằng này ạ. Hỏng rồi. Ra 17 gặp ngay thằng mạnh này. Được không? Khó. Khó, nó là... Ơ? Được không? Được. May quá. Vẫn giữ được cái chuôi anh em ạ. Rất là may mắn. Già này. Già thay cho con The Saw này cũng được.
Trời ơi, mạng lag quá anh em ạ. Không thể di chuyển được luôn ấy. Tôi bỏ vào mà phải chắc là phải 2 giây sau rồi mới bắt đầu nó nhận cái tín hiệu của tôi. Ok, Ronan nhỉ, không có cái gì cả luôn. Dù sao thì chúng ta đã có Goblin rồi. Mà ở cái giai đoạn này thì Goblin nó khá là mạnh. Sẽ không ngán cái bộ gì đâu. Ui, đây cũng Goblin này. Vãi, nó đủ bộ luôn. Ơi, vớ vẩn thua này. Điêu thật. Thua chứ. Ảo nói luôn. Ơ, cái con Thunder tôi đánh nhưng không có đam. Sao lại thế nhỉ? Thua rồi. Đen vậy. Ơ, thế nó mới đều lại. Mất chuối, lên level 9 rồi mất chuối ạ. Nó hiểu cái gì luôn. Velomancer. Hết sạch tiền ở level 9 rồi đấy. Mà không ăn được thì chán thật. Về căn bản là con Heaven Bomber ấy, của tôi nó là cái con mà nó gây đam thì nó mới có 1 sao. Nhưng tầm này vẫn chả ăn được ai. Thằng này cố gắng ăn đi. Tôi nghĩ là sẽ ăn được. Thằng này bị out, Greater bị out, chơi được. Đó. Quá tuyệt vời. Thế thì bán con già đi à. Thôi bán già đi. Chả dùng. Con này cũng không dùng đâu anh em ạ. Làm gì có slot mà nhét già vào đâu. Đây. Tạm thời tôi cho con Velom mà luốt đã. Cho nó luốt mấy cái con Kira. Con Velom này sẽ gánh cho tôi một thời gian đến ra 25. Sau đó luôn ra được máy bay với luôn ra được bom thì tính sao. Chúng ta sẽ chuyển co sao. Co nào thì lấy đồ đấy đó. Máy bay ra trước thì lấy mấy cái đồ đánh tay. Goblin cái giai đoạn sau nó sẽ yếu dần đi đấy. Từ cái round này trở đi là nếu mà gặp Beast này là rất là sợ. Gặp Witcher rất là sợ. À đây rồi. Có cái đồ Kira này thì chúng ta sẽ không mất slot cho cái con Orc nữa. Ui giời ơi, lại gặp Witcher ạ. Vừa mới nhắc tên xong nó xòe quạt nó phát là bay toàn bộ đội hình mà. Thậm chí con Velom của tôi nó còn không tung trưởng được luôn. Không có đồ mana. Chắc phải cho con này cầm cái Blink nhỉ. Cũng chả cần combo nữa. Thật sự nếu mà đánh với Witcher thì có bắn trưởng ở đâu mà combo. Thà cứ dồn hết đồ cho con Velom mà nó gánh tôi giữ máu một chút. Chính ra cái chuyện này nó bị lag ấy, không thao tác xếp bài được. Mà cái bộ Goblin này thì nó cũng không cần phải xếp bài nhiều. Nên là tôi thấy là cũng hợp lý. Chơi chọn cái bộ này được rồi. Bây giờ chỉ cầu trời khấn Phật thắp hương để ra là con máy bay sớm thôi. Ra được máy bay nó sẽ gánh được. Không biết là có ra đổi máy bay không. Chứ còn Velomancer thì cái tầm round 22 trở đi thì nó cũng đuối rồi. Nó cũng không phải là cái con để chúng ta sẽ đặt cái niềm hy vọng. Khó đấy. Con Velomancer này mà nắm co ở trong bộ của Goblin này thì khá là yếu. Nhưng mà nếu mà chuyển sang từ đây chuyển sang Glacier 6 Glacier thì nó lại tuyệt vời luôn. Vừa vẫn thua cả cái thằng này nhá. Thua cả cái thằng Warrior.
ăn nổi không? Giáp to mà, chắc là ăn được rồi. Giáp to máu trâu như này cơ mà. Đấy, máu đang hồi lên rồi. 5k máu ngán gì. Ok. Thôi coi như là giữ máu anh em ạ. À ôi dồi, đây rồi. Quá tuyệt vời. Máy bay vào thay con này ra. Ôi lạc quá. Cáu thật. Lạc ở nơi mà tôi di chuyển không được cái này anh em này. Cáu thật đấy. Ê. Di chuyển xong cái hết giờ luôn ạ. Cay thật. Xếp bài khó thật sự luôn ấy. Lại còn gặp cả Greeter nữa chứ. May mà cho Velom Blink ra đằng sau rồi. Vỉa được một vài thằng. Được không? Ăn được không? Khó. Nó chụp lồng đúng vào con cỏ tôi. Cái bộ này, cái con máy bay ấy, nó đứng ở giữa bàn cờ nên là nó gặp cái bọn Greeter nó hơi sợ một chút. Phải xếp lại. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà xếp lại ấy, xếp lại ra hai bên ấy, thì con máy bay này nó sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh. Nó sẽ không ăn thịt được tất cả những cái con goblin khác ở trong cái bộ Kira để giúp nó gia tăng máu với gia tăng sức sát thương, mà nó sẽ phải đứng ở trong góc, nó chỉ ăn được là ba con thôi. Hai góc thì nó hai góc trái phải thì nó sẽ là ăn được hai con, còn những cái hàng ở trái, một cái cột ở bên trái, cột bên phải thì chúng ta cũng chỉ được ăn được ba con thôi, không ăn được hết bốn con đâu. Muốn ăn được bốn con thì có xếp ra giữa thôi. Mà con máy bay này đứng ở giữa bắn nó khỏe hơn. Thôi chết rồi. Tôi đang trong cái giai đoạn thua như này thì kiếm nó sao tinh hoa nhỉ? Mặc dù ra được máy bay đấy. Cho thắng một trận đi nào. Một trận thôi. Một trận duy nhất để có cái công nghệ Max Roll một phát ra máy bay 2 luôn thôi nào. Có làm được như thế không nhỉ? Đòi hỏi hơi quá đáng. Nhưng bây giờ mà bay lên máy bay mà lên được 2 sao ấy thì chắc chắn là chuỗi thắng đến hết game luôn ấy. Game nó sẽ không khó đến cái mức độ như thế đâu. Máy bay lên 2 sao là vô tư luôn. Chỉ sợ máy bay không lên được 2 sao thì lúc đấy toàn đội hình này lúc đấy chính thức xuống hố. Round 25 rồi. Vẫn chưa có nhà nào ra đi luôn ạ. Cái nhà mà đang thấp máu nhất là nhà chơi 9 Warrior. Hiện tại tôi đang đánh bằng co máy bay. Nếu mà tôi gặp cái nhà thấp máu nhất kia thì tôi cũng không thắng được. Rất khó. Phải cố gắng lên level 10. Tầm này chắc là lên level 10 kẹp thêm cái con kẹp thêm con ấy vào. Con Khan. Kẹp thêm con Khan vào hiến tế luôn. Giữ tiền lên 10 thôi, bây giờ chưa đủ đao xong. Đại bác chí mạng à, cũng được. Lấy tạm đi. À từ từ đã. Hay là lấy cái này. Thôi. Thôi. Cứ phải dồn vào đam đã anh em ạ. Ưu tiên đam hơn. Mặc dù cũng có những cái trường hợp mà con máy bay này nó vừa kịp tung trưởng nhưng mà nó chưa kịp tung, nó bị doom. Thì lấy cái áo giáp chống doom cũng được. Áo giáp chống doom nó sẽ có cái tác dụng đấy. À, để chắc chắn đảm bảo là con máy bay này nó có thể tung được trưởng bắn lan. Rồi lấy luôn cái kiếm này luôn. Một sao nhưng mà đam to phết đấy. Cố gắng ăn được cái round này đi nào. Gặp một cái thằng yếu nhất đi. Cho tôi gặp một cái thằng yếu nhất đi. Bây giờ thằng yếu nhất chắc thằng Goblin thôi chứ còn thằng nào nữa đâu. Có một thằng cũng chơi Goblin giống tôi anh em ạ. Đây này, thằng này này. Ui ơi, coi như là cầu được ước thầy luôn. Gặp luôn cái thằng yếu nhất ạ. Nhưng mà gặp cái thằng này, ừ thì cứ cho là nó yếu nhất nhưng mà cũng chưa chắc đã ăn được nó. Được không?
Real Manchester đang làm tốt cái nhiệm vụ quấy rối. Được không? Rồi còn hai con thôi. Giết cái con Heaven Bomber trước. Đúng rồi. Được chưa? Đẩy ra, đúng rồi, hay. Được rồi. Được không? Đẩy ra, đúng rồi. Ui, được đấy nhỉ. Mấy giây đẩy ra một lần. Ok. Vậy là chúng ta có cái tinh hoa đầu tiên anh em ơi. Rồi, quá tuyệt vời. Dùng tinh hoa để roll con bom. Đây rồi. Ui, sao mày không lên 2 sao luôn đó tao đi. Chán thật. Rồi, có bom rồi, chắc là không cần chơi mèo nữa. Chả cần đâu. Lượng bom, lượng đam đến từ bom và máy bay là quá đủ rồi. Chơi fake này nó cũng có cái hay của nó. Đấy là chúng ta sẽ được hiến tế những cái con mạnh mẽ hơn là nếu mà chơi Goblin. Bởi vì cái bọn Goblin những con hiến tế toàn 1 với 2 sao thôi anh em ạ, không ăn thua. Trừ khi là anh em, à 1 đến 2 tiền ấy. Đấy, không phải 1, 2 sao, 1, 2 sao đương nhiên rồi. 1, 2 tiền thì máu nó bé rồi đam nó cũng bé. Trừ khi là anh em lên được cái đống Goblin full 3 sao hết thì nó mới khỏe được. Ok, máy bay vẫn đang cánh nhá. Không ổn nó. 9 Warrior đấm như con luôn. Nhưng mà tôi vẫn là cái người mà đang nhiều máu nhất đấy anh em ạ. Giữ máu tốt phết. Chính ra Goblin này giữ máu tốt phết đấy anh em ạ. Lên được 10 rồi. Thôi cứ tạm thời như này đã. Sau đó có cái con Warlock vào thì tôi sẽ kiếm nhặt vào sau. Thì quan trọng con máy bay lên 2 sao với máy bay với bom. Cả hai con lên 2 sao thì càng tốt. Mà tốt nhất là lên 2 sao đi, chứ còn 50 máu này nó không phải là nhiều đâu. Gặp beat một round mà không có bài, không có đồ thì beat nó đẩy cho úi dồi ôi luôn ạ. Đây này, sao hôm nay kiểu gì ấy nhở? Nhắc phát là gặp ngay ạ. Bom đạt được một quả. Còn con máy bay thậm chí còn bị trói ạ. Cay thật. Ui ôi, con có 37 máu nhỉ. À? Nó lại thế cơ. Không cần công nghệ mách luôn. Được quá nhỉ. Thế thì ổn rồi anh em ạ. Thế thì ổn lắm rồi. Tầm này ổn rồi. Về căn bản là lag quá ấy, anh em ạ. Lag thật sự. Lag thế nhỉ. Nhảy phát lên 600 nhé. Phải cứt 600 ping 600 mới chơi cái gì. Không biết là anh em có bị như thế không. Cái đấy bực thật đấy. Những cái quả như này chỉ muốn đập máy tính thôi. Khỏe rồi bạn ơi, 2 sao rồi. Ra đây mà ăn. Ăn hộ cái. Có tinh hoa tiếp. Lần này hy vọng sẽ là con bom 2. À nhưng mà không có tiền. Nhưng roll ra thì cũng không có tiền mua. Thôi từ từ. Blink không cần nữa. Thế thôi, một cái thôi. Một cái cho Velomaster vòng sau. Trận này còn Goblin, còn Beat nha. Thằng Beat kinh phết đấy. Có Goblin, có Beat, có Greater. Và hai thằng Witcher đang bét bảng. Hai thằng Witcher cho gặp tôi đấm nó sấp mặt luôn. Vậy là chúng ta chỉ ngán cái nhà Greater thôi. Greater úp lồng. Co là lại là cái con Flame Wizard cơ. Đấm rất đau ạ. Con đấy đấm xuyên giáp khỏe lắm. Nếu mà thằng đấy đấu cơ đi tơ có thể lết game tôi sẽ chuyển sang Inceptor. Ok. Không có tiền mà mua luôn mà. Lấy đồ này.
Đây rồi. Có nên đổi thêm một món đồ cam không nhỉ? Đổi hết đống này ra được món đồ cam nào ngon không? Rồi, đổi đi. Cướp điên. Chắc chỉ có món này là hợp. Máy bay thì nó không cần tốc đánh anh em ạ, nó cần đam thôi. Tốc đánh vừa đủ, như này đồ này là ổn rồi, không cần nhiều quá. Kẹp vào là có Warlock này. Đùa chứ, tôi vứt cái con bài vào mà nó phải delay vãi cứt ra. Bây giờ 1000 ping, ping 1000 luôn. 1000 MS thì làm sao mà có thể điều khiển được. Khó chịu quá mất rồi. Thật sự là như thế đó. Một nghìn luôn, tôi di chuyển mà nó phải gần 2 giây nó mới chuyển theo. Quả này mà kiểu bị soi bài. Ủa, hai càng ấy nhá. Hai ra sách gấu RO cả. Mới đao 31 mà full topping. Dã man thật sự. Đây rồi, khan lên được 2 sao. Con này sẽ làm cái con hiến tế cho con máy bay. Con máy bay nó sẽ được hưởng rất nhiều đam đến từ con khan. Con khan là một trong những con đam to nhất ở trong game. Cái thằng kia là cứ sáng soi chứ. Cái này nhỉ? Gì mà soi căng đấy. Nhắm có ăn nổi không mà soi. Tầm này tôi không ngán nào đâu. Sợ mỗi thằng Gladiator thôi anh em ạ. Bởi vì Gladiator là úp lồng mình không được đánh thì sợ ấy. Còn những cái thằng khác là vô tư, cứ sang đây, đến là đón. Chỉ biết là sợ gì. Ui, thằng này cũng có máy bay 2 rồi này. Thằng này cũng có máy bay 2, nhưng mà máy bay 2 Blink ra góc thì chết rồi. Thế thì phí quá bạn ơi. Thế thì phí đam quá. Ok. Sao gấu này ôm hơi nhiều nhỉ. Thật sự đang có cái tham vọng là chuyển sang chơi mèo heo. Trận này có cơ hội lên được máy bay 3 không nhỉ? Để còn mua. Trông là hợp lý thế nhỉ. Rồi còn 2 công nghệ bách nữa cơ. Để round sau chúng ta roll tiếp nha anh em nhé. Round này thì thôi không kịp rồi. Mà tôi nghĩ là cái bộ này không sợ cái thằng nào đâu. Chỉ sợ mỗi Gladiator thôi anh em ạ. Vì cái khả năng khống chế của nó thôi. Gặp thằng Goblin. À thằng Witcher. Vớ vẩn thua không? Không thua luôn. Ba cái tinh hoa mech luôn. Quá tuyệt vời. Run ra con bom. Giờ kiếm bom. Đây rồi. Run luôn đi. À nhưng mà không có tiền nhỉ. Ui rồi ôi. Chứa quỷ thôi nhỉ. Máy bay lên sắp lên 3 sao rồi thì chắc mà mấy cái con ở bộ khác thì thôi. Máy bay trận này khả năng là bom máy bay sẽ lên 3 sao. Đấy, làm gì làm. Tách cái đội hình ra, gặp Glitter sức mặt luôn à. Gặp Glitter. Bộ này nó phải dồn đam mạnh hơn nữa thì mới đánh được Glitter. Đấy, đứng trong lồng khó chịu không này, không bắn được phát nào luôn. Chết tôi, lúc tỉnh dậy đã quá muộn rồi. Ê, mày quá, lọt hai con, cũng được. 5 máu đâu. Vẫn có cơ hội. Bom sẽ lên 3. Bom thiếu 4 con. Máy bay thiếu 3 con thôi. Chỉ cần kiếm được cái công nghệ mech nữa. Tôi nghĩ là nếu mà hên có thể roll ra là con máy bay 3 đấy. Bây giờ là có beat với cả có cái bọn Gladiator. Bây giờ mà thằng Gladiator chết trước thì hay.
Beat thì không sợ đâu. Beat thì quá dễ rồi. Máy bay với cả bom đều là những cái con có khả năng clear rất nhanh. Beat nó có sách xếp các thứ cũng không ngại. Chỉ ngại mỗi thằng Greater bởi cái úp lồng của nó thôi. Đấy. Nhưng Greater này nha, mà bây giờ gặp Beat mà Beat kẹp cọc vào thì sao? Thì chắc là Greater nó cũng sẽ gặp khó đấy. Greater sẽ ôm cọc. Cái bọn Greater nó chỉ cần không úp được cái lồng thôi thì là gần như là Beat nó sẽ ăn. Bây giờ còn phải roll chay để ra máy bay 3. Cay nhỉ. RO à? RO cho bom giải tán đám đông. Hợp lý. Đặt hai quả bom thôi là ok rồi. Rồi tôi sẽ đổi hết cái món đồ này. Lấy đồ cam luôn anh em nhé. Rồi cướp điên. Hợp lý. Tôi nghĩ sẽ là cái cướp điên ấy. Máy bay hợp cướp điên lắm. Hai cướp điên. Đàm sẽ rất to. Ở kia lag tê. Mày lại mới lên 1000. Cay thật. Thôi xong rồi. Tính sai rồi. Gặp Beat thì lại không ổn. Gặp Beat thì phải đứng giữa cơ. Đứng góc của thua. Đấy. Ui rồi ôi. Thằng Greater, thằng Beat đấm sấp mặt kìa. Thằng này có tới 3 quyển sách anh em ạ. Thằng Beat lại có 3 quyển sách. Nó kẹp cọc vào. Thả nào mà thằng kia nó chết. À, chuyện này lại không được nhỉ. Không lên được máy bay 3. Nhưng mà thôi không sao. À, cuối cùng chúng ta gặp Beat thì quá đơn giản rồi. Máy bay đứng giữa bàn cờ đó. Máy bay và bom. Bom tận 2 của bom cơ mà. Ngán gì đâu. Cái quả vừa rồi thua là bởi vì đứng góc thôi anh em ạ. Bây giờ thì khác. Bây giờ khác. Chấp mày 3 quyển sách luôn đấy. Còn ai? Ui đông nhà, đông nhà. Ui mẹ nó trói vào máy bay rồi. Nhưng mà bom đặt 2 quả rồi kìa. Cái gì đấy? 50k đam anh em ạ. À. Bom một lửa, máy bay một lửa. Xong kiếm hợp bích. Nó giải tán đám đông đấy trong vòng có 1 giây thôi. Chúng ta nhìn thấy một cái đám đông nhúc nhúc zombie các kiểu các thứ. Mà rồi cuối cùng 1 giây sau là tan biến. Rồi phải nói là clear nó quá kinh khủng. Đó, bộ này mạnh đấy chứ. Goblin là quay trở lại rồi đấy anh em ạ. À. Được, trận đấu nào mà có máy bay và có bom thì chơi rất là ok luôn. Phải nói là quá tuyệt vời luôn đấy. Line up thực sự mạnh đấy anh em ạ. À. Chỉ mỗi tội là cái là lag quá, trận này lag thật sự luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Fallen Witcher không kẹp với Witcher mà kẹp với 9 Assassin thì liệu rằng còn có chơi được không? Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Trận đấu cuối cùng của tháng 4, một trong những cái trận đấu hay nhất của tháng 4. Rất là hay, đối thủ chơi hay và tôi xoay sở cũng hay và cuối cùng giành chiến thắng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!